Xin chào tất cả mọi người á. Nay mình cắt ghép cái cây mai nè, trồng cái cũng 3 tháng mấy 4 tháng nè, nó đi 3 cây đọt rồi, cái đọt nó ra nè, cái nào mà nó ngay cái chột mà mọc ngay vị trí á, chúng ta phải ghép cái chột mà luôn, còn tốt hơn để đẹp hơn ta cắt bỏ cái chột này đi, ta đóng vô cái đầu nè, sau này nó liền nó sẽ đẹp hơn. Nói chung tứ quý chúng ta nuôi cỡ 3 cây trở lên đó. Nó ra cây đọt xong nó già, nó ra 1 cây nữa, nó già nó ra 1 cây nữa đó, nó già đó, ghép tùy cây, dùng mấy cái cây mà chúng ta nó có rễ cám nhiều thì nó bắt lẹ đó, nó ra lẹ, còn mấy cây nào mà không có rễ cám á, nhiều khi trồng 6-7 tháng luôn nó mới ra rễ, nó mới mạnh nè. Ghép thì rất là dễ, chúng ta mổ, chúng ta tách da rồi chúng ta chuốt cái bo nhét vô thôi. Quan trọng là cái thời gian mà chúng ta nuôi nó có nhiều quá trình lắm, nuôi cho nó mạnh đó, rồi ghép á, ghép lên thì dễ nuôi lắm. Tứ quý bắt đầu dưỡng lên là có chơi hoài. Tứ quý đế dữ lắm đấy. Nè, tiếp tục ghép á. Nói chung trời mưa thì chúng ta che mưa che nắng là ghép được á. Như mấy cây mạnh á, chúng ta mưa ít cũng không sao. Nói chung chắc trồng này trộn ráo lắm. Đó. Mưa cỡ nào mưa nắng qua chừng ngày một phần nó ráo, ráo cái chậu liền. Chỗ mấy cái mặt cắt nè, chúng ta dùng con dao chúng ta gọt cái lớp da nè, để sau này cho cái phần bo ghép chúng ta nó kéo vô cái mạch gỗ này đó. Đầu lớn chúng ta ghép 3 bo, đầu nhỏ thì ghép 2 bo 1 bo tùy. Mấy cái nhỏ hơn á, mấy nhánh nhỏ thì chúng ta phải dùng cái lưỡi lam chúng ta lạng á, giống như ghép mai vàng vậy thôi, lạng rồi chúng ta giót ép vô. Tách vỏ, ta tách vỏ, ấn vô, chúng tách cho nó tới cái phần xương á, tới cái phần mà gỗ, rồi chúng ta vô, vuốt cái bo, cái bo vô, mấy cái nụ thì chúng ta lặt cái nụ đi á, không để cái nụ này sau này là ghép để lên cái nụ bông á, lặt sau cũng được, mà lặt trước đi á, lặt trước cho nó xì đọt á. Mấy cái nụ bông mà mấy nụ này ghép được, mấy cái mắt ngủ ghép cũng được hết á. Mắt ngủ ghép này á thì nó lên chậm, nhưng mà khi nó lên rồi thì nó lên rất là mạnh á. Mấy cái mắt ngang ngang này nó không có cái mầm kim á, ghép vẫn lên á. Mấy cái ngang ngang này nè, vị trí này nè, mắt ngủ á, chỗ vị trí chỗ này nè, ghép lên hết rồi. Chúng ta đút cái bo vô á, giọt cho nó nhọn nè, một bên bên nào áp vô á thì chúng ta giọt cho nó dài hơn, phần lây ra thì chúng ta giọt cho nó ngắn hơn á, và nhét vô ngay chỗ cái phần ta tách vỏ hồi nãy, nhét vô cho nó bên trong à, cho nó lú ra một chút á, sau này nó sẽ kéo nó đùng nhựa vô cái trồng nhựa vô cái thằng thân gỗ à. Rồi dùng băng keo quấn lại. Rồi, dùng cái băng keo đen á, chúng ta quấn lại. Hoặc là dùng cái dây cao su non á, nói chung cái nào cũng được, quấn cho nó chặt lại. Cho nó cái bo nó ép vô trong cái thằng cái thân cây nè đó, rồi ít bữa nó hầm hơi trong đây đó. Cái nhựa cây tứ quý nó đùng ra, kết hợp với lại nhựa của cái bo ghép này nó sẽ dính lại với nhau, thời gian khoảng là 15 ngày.
Rồi tiếp theo chúng ta dùng cái bịch ni lông á, chúng ta trùm lại, trùm kín lại. Rồi, trùm kín bịch ni lông rồi đó. Tránh nước mưa vào, như lại giữ lại cái độ ẩm của cái bo ghép này. Rồi, tránh nước mưa vô. Đó, sau khoảng 10 ngày á, nó dính lại mấy cái chòi bên trong mình nó sẽ đâm ra. Cái chòi này nó sẽ đâm ra. Khoảng chừng 10 ngày, còn tháo bịch cỡ 15 16 ngày á. Đó, đó là quá trình làm một cái ghép một cái bo ghép á. Từ một cái mầm nhỏ này chúng ta chăm lên thành một nhánh lớn á. Tứ quý thì bông đẹp bắt buộc muốn chơi bông đẹp phải ghép. Rồi, tiến hành mình sẽ ghép nguyên cây này luôn. Rồi, vừa ghép xong á. Ở trong mát à. Ghép khoảng chừng cỡ 15 ngày sau đó, ta coi tháo bịch, còn cái này tháo bịch ra nè, này ra đem ra nắng, ra nắng sớm nó không có bị cháy lá, bắt đầu ra nắng bắt đầu bợ kẽm lại, cho mưa rồi chúng ta tưới là nó không có bị tét nhánh nè. Đó, ra giờ người ta vô nhôm nè. Cái này ghép khoảng ghép bữa ngày ngày 8 tháng 8 á. Ghép bình lợi. Bắt đầu dưỡng lên từ những cái mầm ghép nhỏ chúng ta nuôi lên nè. Tất cả đây là đều là may ghép hết nè. Những cái mầm ghép nhỏ chúng ta nuôi lên. Nuôi từ cái mầm lên đó, lâu dài này nó sẽ được những cây như thế này 2 năm 3 năm mà. Đó, cái nào cũng vậy á, nó có từng bước á, đóng vào mấy cái đầu nè, giờ nó bự lên này nè, nói chung lớn nhỏ thì cũng làm giống nhau ha. Đó, thích mặt hoa nào thì người ta ghép mặt hoa đó vô. Đó, thích giống nào ghép giống đó vô. Bông bự chọn siêu bông Sài Gòn, siêu bông Bình Lợi, nhiều cánh thì chọn dòng mây cúc rồi. Tất cả là ghép hết. Đó, này ghép được mười mấy năm mà nè, Phú Tân hai bo thôi. Cái này thì mai cát dưỡng ghép lên. Ghép bình lợi là nhị ngọc toàn, ghép vào ngày 12 tháng 8 này nó bắn nè, vô định hình nè. Cái tược riêng của nó nè, tược riêng nó thì cái đọt nó ra, cái thân gỗ nó màu đỏ, ghép được giống đẹp vô chúng ta chơi. Cây này thì ghép được một năm, năm nay năm thứ hai của nó ha, dữ dằn lắm. Nè, cây này cũng ghép á, cây mai rừng Khánh Hòa nè. Lỗ bọng á, quái lắm. Rồi, chung ghép chỉ là quá một cái công đoạn nhỏ, còn một quá trình nó kéo dài á, để chơi cây ghép. Đó, ghép cho hoa đẹp thôi. Đó, hoa nè, mặt hoa nhiều cánh. Đây, mấy này cũng ghép hết à. Ghép nay 10 tháng 9 á, nay được tuần lễ rồi. Đó, nó hầm hơi như thế này nè. Đó, hầm hơi thế là nó đạt á. Còn ghép mà anh thấy cái bo ghép ta nó không có xì hơi, nó không có hầm đổ mồ hôi thế này á,
ta phải tháo ta buộc lại chứ mà nó không có giữ cái độ ẩm bên trong là nó rớt à. Cặp này cũng ghép với lại ghép với lại chia sẻ anh em ghép mấy cây bạch mai á. Bạch mai nói chung là số anh em rất là thích đó, nhưng mà chơi nó thì rất là khó nuôi với lại ghép khó dính đó. Cái này ghép mấy chục bo dính hết luôn á, bo nào cũng dính rồi đó. Chúng ta lựa những cái bo bằng bo già, cái bo mà lá nó già ghép là dính hết á. Nói chung là già mà bo xấu xấu ghép cũng dính hết à. Như lại cây phôi chúng ta nó mạnh á, chúng ta ghép dính hết. Còn sợ là chúng ta lấy mấy cái bo non á, mấy bo mà nó ra non non mập mập á, mà thấy tưởng mà non là ngon ghép rồi, chứ bo non ghép là rớt trơn à. Không phải giống như Bình Lợi ở Sài Gòn á, ta lấy bo non ghép dính á. Còn bạch mai nè, ta lấy mấy bo già ghép nhiều dính hết nhiều à. Ghép vô gà lá đã này, bạch mai tân tân á, đầu đóng hai bo, hai bo 1 2 3 4 5 6 7, ghép khoảng 20 mấy bo dính hết luôn. Bạch mai tân tân rồi, và chia sẻ với anh em á, quá trình chúng ta trồng cái phôi lên dưỡng mạnh, bắt đầu cắt ghép mà có cây chơi, quá trình nó kéo dài, nó qua nhiều công đoạn. Ghép là một cái bước nhỏ của cái quá trình mà chơi mai. Nói chung ta chơi mai này ta phải biết ghép á, để sau này chúng ta có sưu tầm từ cái mấy cái phôi rồi thích giống nào ghép giống đó theo ý của chúng ta. Như cây này nè, ghép mà được 4 năm chọc ghép bự bự hết rồi, chăm sóc lên đẹp chơi nha. Này nay như cây dù vậy, sừng sững luôn á. Rồi kết video mà anh em xem một số cái cây ở tại vườn nhà mình làm á, với lại một số cây ở mình đi đây đây đó mình thấy, ta có tham khảo đó, mấy cây mai ghép đó, có động lực chúng ta chơi. Nói chung là Việt Nam mà ai thấy mai cũng khoái ra, miền Nam, miền Bắc, miền Trung vậy, có mai là khoái à. Đó. Tết nó trổ vàng rực á, thơm, vừa đẹp mà vừa thơm đó, ai cũng khoái ra.
Thank you.